Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. thưa quý vị và các bạn vụ đông 2023-2024 tỉnh Thanh Hóa phấn đấu gieo trồng 47.000 hecta trở lên. cùng với việc nỗ lực hoàn thành diện tích, các địa phương đã giảm dần diện tích sản xuất các loại cây trồng truyền thống, thay thế bằng các cây trồng có năng suất hiệu quả cao. để nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông, ngành nông nghiệp khuyến khích các địa phương đa dạng hóa các nhóm cây, nhất là chú ý trồng giải vụ đối với cây rau nhằm giảm hiện tượng vừa thừa vừa thiếu nhóm cây trồng chủ lực gồm ngô đậu tương khoai tây khoai lang rau đậu các loại đồng thời mở rộng diện tích các đối tượng cây trồng có thị trường tiêu thụ tốt ổn định ưu tiên các sản phẩm tiêu thụ chế biến nội địa như khoai tây chế biến dưa chuột bí xanh bí ngô hành tỏi các loại hoa gắn sản xuất với chứng nhận an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc sản phẩm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất hình thành các chuỗi liên kết sản xuất bền vững sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo hợp đồng đáp ứng yêu cầu thị trường trong hai ngày 24 và 25 tháng 10, Hiệp hội Du lịch Chi hội Lữ hành tỉnh Thanh Hóa đã phù hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình khảo sát các điểm đến mới tại tỉnh Ninh Bình và tọa đàm phát triển hợp tác sản phẩm chất lượng cao Thanh Hóa – Ninh Bình. Qua chương trình khảo sát dịch vụ, đại diện các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thanh Hóa đánh giá cao các sản phẩm dịch vụ du lịch mới tại các khu điểm du lịch tại Ninh Bình, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của phân khúc khách hàng cao cấp. Một trong những điểm mạnh của du lịch Ninh Bình là hệ thống giao thông kết nối các khu điểm du lịch nội tỉnh, khoảng cách giữa các điểm đến gần, thuận tiện cho việc xây dựng tour du lịch. Tại buổi tọa đàm, đại diện doanh nghiệp du lịch hai địa phương đã cùng trao đổi cơ chế, chính sách hợp tác dành cho các bên trong việc khai thác tuyến du lịch Thanh Hóa Ninh Bình và ngược lại. Theo đánh giá, trong những năm qua, hoạt động du lịch hai địa phương còn mang tính bổ vụ, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm thế mạnh, dẫn đến ngày lưu trú ngắn, mức chi tiêu của khách còn hạn chế, Nguyên nhân một phần do các đơn vị lữ hành mới chỉ tập trung xây dựng tour du lịch ở mức tầm trung. Ngoài ra, các ý kiến còn tập trung chỉ rõ với nhiều sản phẩm khu nghỉ dưỡng mới của cả hai địa phương, doanh nghiệp lữ hành cần hướng đến xây dựng các sản phẩm tour du lịch chất lượng cao, đặc biệt cần tận dụng khai thác triệt để thị trường khách MICE, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo. Phát huy tiềm năng lợi thế của khu vực miền núi, những năm qua, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. Là huyện miền núi biên giới phía tây của tỉnh Thanh Hóa, Quan Sơn có nhiều cảnh quan thiên nhiên với hệ thống hang động, suối thác, di tích lịch sử, di tích danh thắng là tiềm năng phát triển du lịch. Năm 2019, đề án phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Quan Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, huyện Quan Sơn đã giả soát các địa phương có tiềm năng để xây dựng kế hoạch và triển khai phát triển du lịch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện đã lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư đường giao thông nông thôn, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với các điểm du lịch. Từng bước hình thành và phát triển các điểm du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, góp phần phát triển kinh tế, việc làm và thu nhập, những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Văn Sơn là một trong 6 cái huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Chính vì vậy mà để phát triển cái phong trào xây dựng thôn mới của huyện thì gặp không ít những cái khó khăn, tranh thủ các cái nguồn lực của các cấp từ trung ương đến tỉnh rồi các nguồn lực từ các nhà tài trợ. Đồng thời thì phát huy cái thế mạnh của địa phương, tập trung để phát triển cái du lịch cộng đồng. trong cái thời gian tới thì huyện Quan Sơn đang tích cực đấu mối kêu gọi các cái nhà đầu tư về quan tâm tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn huyện Quan Sơn với cái mục tiêu là phát triển cái du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái hiệu quả chương trình phát triển du lịch cộng đồng ở Quan Sơn đã góp phần cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới như thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, văn hóa, môi trường sống. Đến nay, huyện Quan Sơn đã có 2 xã và 56 bản đạt chuẩn nông thôn mới, hai bản nông thôn mới kiểu mẫu. Lựa chọn những phần việc cụ thể phù hợp với điều kiện của từng chi hội, thời gian qua các cấp hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là phong trào xây dựng cảnh quan nông thôn mới đã được các cấp hội phụ nữ ở hầu hết các địa phương hưởng ứng tham gia. Tại huyện Như Xuân, từ mô hình điểm trồng hoa thay thế cỏ dại của xã Xuân Bình, phụ nữ toàn huyện đã phát động trồng được gần 60 km đường hoa cây xanh, hàng rào xanh. Nhiều chi hội phụ nữ tự ươm cây giống để nhân rộng mô hình. Việc ra quân dọn vệ sinh môi trường vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần cũng đều được các chi hội duy trì đều đặn. Phong trào xây dựng nhà sạch vườn đẹp phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình được đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng. Hàng năm chúng tôi đã giả soát và đăng ký cái công trình phần việc với cấp ủy chính quyền. Thì đối với cái tình hình thực tế tại địa phương thì chúng tôi đã chọn phần việc là trồng bờ bờ rào xanh và đường hoa và công tác vệ sinh môi trường. Thì chúng tôi đã chọn các tuyến đường để xây dựng các mô hình điểm tại các chi hội và để, đã từ đó để nhân rộng ra toàn xã. Đến nay, 100% cơ sở hội phụ nữ ở nông thôn đã đăng ký với cấp ủy chính quyền thực hiện có hiệu quả nhiều phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phần lớn là hoạt động tạo cảnh quan môi trường nông thôn, thực hiện gắn biển trên 3.500 nhà sạch vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp, trồng được hơn 1.300 km đường hoa, hàng cây, hàng rào xanh. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị và nhân lực, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thành công kỹ thuật sinh thiết hút u vú chân không dưới hướng dẫn của thiết bị hình ảnh. Đây là kỹ thuật mới, lần đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện tuyến tỉnh của Thanh Hóa. Những bệnh lý tại tuyến vú như u sơ tuyến vú, u nàng tuyến vú, ung thư vú là mối quan tâm lo lắng của nhiều chị em phụ nữ. Y học hiện đại đã có những bước tiến xa trong việc trần đoán và điều trị các bệnh lý tại tuyến vú. Thay vì phải mổ mở để sinh thiết mô tế bào vú xác định lành tính hay ác tính, phương pháp sinh thiết hút u vú chân không dưới hướng dẫn của thiết bị hình ảnh ra đời đã tạo ra bước ngoặt trong chẩn đoán và điều trị những bệnh lý về tuyến vú. Sau khi được chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến trung ương, sáng nay 26 tháng 10, bệnh viện ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện sinh thiết hút u vú chân không dưới hướng dẫn của thiết bị hình ảnh cho hai bệnh nhân ưu được với phương pháp này thì bệnh nhân không phải gây mê, không phải để sợi. Chúng tôi chỉ tiếp cận với tổn thương uh, bằng nhỏ rất là nhỏ vài mm ở dưới hướng dẫn của thiết bị siêu âm hoặc là Mammo thì chúng ta tiếp cận vào vị trí khối u và cái với cái các cái tổn thương này sẽ bị cắt nhỏ ra và bị hút ra hoàn toàn uh, hoàn toàn cái khu u ra khỏi cơ thể. Bệnh nhân không để lại sẹo vẫn uh, cái chức năng kinh vú được đảm bảo và không để sẹo vẫn đảm bảo cái thẩm mỹ cho người bệnh tại Trung tâm Chăm sóc Nuôi dưỡng Người có Công Thanh Hóa. Bằng trách nhiệm và tấm lòng chiên sâu sắc, những điều dưỡng nơi đây đã tận tâm, tận lực, chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người bị nhiễm chất độc da cam như chính người thân của mình. Những công hiến hy sinh thầm lặng của các điều dưỡng viên đã góp phần trao yêu thương và đồng hành cùng người bệnh vượt qua nỗi đau bệnh tật. Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công thanh hóa hiện có 100 cán bộ nhân viên thì có tới 2 phần 3 là điều dưỡng đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng gần 250 người có công, nạn nhân chất độc da cam. Trong đó có những người rối loạn ngôn ngữ, rối loạn thần kinh, tâm sinh lý thường xuyên khó chịu, bức xúc, kích động. Có những người không tự sinh hoạt được, phải ngồi xe lăn, nằm liệt một chỗ. Vì vậy, những điều dưỡng nơi đây, ngoài việc thực hiện y lệnh của bác sĩ, còn thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Họ tận tụy với công việc, ân cần chăm sóc, yêu thương người bệnh như chính người thân trong gia đình mình nghĩ đến nếu như là những người bình thường hoặc giống như là bố mẹ mình thì là sẽ đang có một cuộc sống bên quê quần bên con cháu. Nhưng mà bây giờ với các bác như thế thì các bác sẽ phải ở trong khu thương binh này và cuộc sống của các bác thì gói gọn ở trong cái khu khu này và phòng thôi. Để được hòa bình như ngày hôm nay thì nhờ có các bác cho nên là mọi người cũng luôn luôn động viên nhau là cố gắng là hoàn thành tốt nhiệm vụ và chăm sóc các bác bằng cái tình thương, đúng là bằng tình thương, tình thương, tình yêu để bù đắp cho những mất mát của các bác để cho mình được như ngày hôm nay. Với những người mẹ, người vợ vĩnh viễn mất chồng, mất con, những thương binh mất đi một phần thân thể và những di chứng bệnh tật, chất độc da cam hành hạ dai dẳng sau chiến tranh, thì sự thấu hiểu, tận tình chăm sóc, sẻ chia của các điều dưỡng viên nơi đây đã góp phần giúp họ vượt qua, tiếp tục sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Ngày 25 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Liên, sinh năm 1971 ở xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung và Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1994 ở phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 2, điều 226 Bộ luật hình sự. Theo đó, Trương Thị Liên đã cùng với con dâu là Nguyễn Thị Thảo mua 54 chủng loại hàng hóa với 13.370 sản phẩm khác nhau, giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới nhưng không được các chủ sở hữu hàng hóa bị giả mạo nhãn hiệu ủy quyền hoặc cho phép sử dụng nhãn hiệu trên thị trường Việt Nam, với tổng số tiền hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên 973 triệu đồng, nhằm mục đích mua đi bán lại kiếm lời. Trong đó, Nguyễn Thị Thảo là người đã trực tiếp thao tác livestream bán hàng trên trang Facebook cá nhân của mình, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18h30. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.